Mến chào anh em, trên tay Hiếu là một clip danh sách phụ kiện dành để nâng cấp cho em Mercedes V250 đời 2023. Và những hạng mục nâng cấp thì em Hiếu cũng đã chuẩn bị sẵn ở đây. Thứ nhất là một cặp ghế chủ tịch VIP của chúng ta với đầy đủ full những tính năng điện và có bàn làm việc luôn anh em nha. Bàn làm việc nằm ở trong đây và chúng ta mở ra là cái bàn làm việc. Và đây là nguyên một cái con ngựa có tủ lạnh mở hai bên, có nghĩa là chúng ta có thể mở được bên đây hoặc là chúng ta có thể mở được bên đây. Đó, tủ lạnh với sạc không dây, khay ly đầy đủ, có led hai bên rất là đẹp. Và một cái sàn vân đá anh em nha, sàn vân đá khách hàng đã chọn. Và nguyên cái bộ nẹp cửa gồm có cửa lùa và nẹp bước chỗ tài phụ có chữ Mercedes-Benz rất là đẹp. Và trước khi em Hiếu nâng cấp thì mà anh em cùng Hiếu bước vào trong xem em nó qua một lần nữa nha. Đó, xong rồi anh em, bây giờ là cặp ghế VIP của chúng ta đã được gắn vô xe hoàn chỉnh rồi anh em. Đó, với cái bàn, mỗi cái bàn ăn được nằm ở mé bên trong và chúng ta mở ra khi mà chúng ta muốn sử dụng thì cái bàn ăn sẽ như thế này, và chúng ta không muốn sử dụng nữa thì chúng ta gấp gọn vô để chúng ta làm bệ tì tai anh em nha. Rồi, nút điều chỉnh ghế là nằm mé bên đây hết, anh em thấy không, rất là dễ, rất là thuận tiện. Ở bên trước thì chúng ta sẽ có một cái hai cái đầu USB để chúng ta có thể sạc điện thoại nha anh em. Đó. Và ghế của chúng ta là xoay luôn nha, xoay 360 luôn anh em. Và anh em thấy sàn hoa văn đá, đó, cá nhân hóa về logo, về những cái hoa văn luôn, cá nhân hóa luôn anh em, rất là đẹp. Và đi kèm theo bộ sàn của chúng ta là có bộ nẹp bước chân với chữ Mercedes LED ánh sáng màu xanh rất là đẹp. Đây là cái con ngựa mà Hiếu vừa mới thay luôn. Đó, con ngựa này nó có tủ lạnh ở bên đây và chúng ta có thể mở hai bên luôn anh em. Đó, mở bên đây cho người bên tài sử dụng và mở bên này cho người bên phụ sử dụng. Nó có nút chỉnh được cái nhiệt độ của tủ lạnh luôn. Đó, bên đây có hai cái tuabin gió và cái đồng hồ luôn. Đó, coi giờ là xịn sò không. Đó, và đây có cái khay ly luôn nha anh em. Đó, nhấn qua xe nó trồi cái khay ly đây. Và đó, đã không? Đó, và anh em thấy không, không sử dụng đó thì mình để nó vô. Đó, và ở đây nó sẽ có cái lưới lọc luôn để lâu ngày mà cái gió nè nó hút bụi vô trong đây nhiều thì mình có thể mình thay cái lưới đó luôn. Và ở đây có một cái hộc đồ rất là xịn sò anh em, mình có thể là để những cái kẹo đồ nằm ở trong đây. Và dưới đây nó sẽ có cái cổng điện 220, chúng ta có thể cắm vô để sạc những cái iPad hoặc những cái laptop ở đây. Nó có cái cổng USB hoặc là cổng TC. Và đây có một cái sạc không dây nữa anh em thấy không, đó, để vô là sạc liền, sướng chưa đó. Và đây khay nước luôn, anh em thấy bằng gì phải không, nhưng mà chúng ta để cho nước nè anh em thấy không, đó, để nước luôn. Chúng ta muốn vệ sinh thì nó rất là khó để chúng ta lôi nó lên ha, thì chúng ta nhấn một cái nữa là nó sẽ đưa lên. Và anh em thấy nó bằng như vậy, ta chỉ cần lấy khăn lau một cái là xong. Và ghế băng 1 và băng 3 thì Hiếu may lại da theo cùng màu với lại ghế limousine luôn anh em nha.